Vậy là biết Linh sẽ gặp nguy hiểm. Thì tại vì chị thấy lo cho Linh vậy thôi. Có phải chị cũng là người đứng đằng sau vụ bắt cóc mẹ của Linh không? Không, không có chuyện đó đâu. Tùng hiểu lầm rồi. Nếu không, tại sao chị lại biết Linh sẽ gặp nguy hiểm? Chị ghen Linh với anh Minh cho nên mới làm như vậy phải không? Không phải đâu. Anh Minh, là em làm thật sao? Không có, em không có làm mà. Anh Minh, anh nghe em giải thích được. Anh Minh, anh Minh, anh Minh à, anh Minh, anh đứng lại đó đi anh Minh. Anh nghe em giải thích đi, không phải như anh nghĩ đâu. Em không như tôi nghĩ, em đáng sợ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi là giữa tôi và Linh không hề có một cái gì hết. Tại sao vậy hả? Tôi đã phải đấu tranh với bản thân rất nhiều để không lay động những gì cô em gợi cho tôi nhớ rất nhiều về Trang. Tôi đã phải dằn lòng mình để trở về với em, bởi vì chúng ta đã hứa hôn với nhau. Tôi biết trân trọng mối quan hệ tình cảm của chúng ta mà. Còn em thì sao? Tại sao em không tôn trọng tôi? Em tự biến mối quan hệ của tụi mình thành tầm thường vì sự ghen tuông quá đáng của em. Mà người ta đã gây ra cái gì cho em? Người ta đã gây ra cái hận gì cho em? Không phải. Tại em chính em thôi. Không phải. Không phải như anh nghĩ đâu. Anh hiểu lầm em rồi. Anh nghe em giải thích đi. Đủ rồi. Tôi không muốn nghe cô nói cái gì hết. Cô hiểu chưa? Tôi không muốn nghe. Anh Minh. Anh Minh. Ủa, sao bữa nay về sớm vậy con gái? Có ai kiếm chuyện với con hay sao vậy? Có chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe coi. Anh Minh bỏ con rồi mẹ ơi. Sao lại có chuyện đó được? Anh nói con đã làm hại Linh. Anh ghê tởm con rồi của con. Lại là con quỷ sứ đó. Nhưng mà con không có làm gì hết. Con không có làm gì hết đó mẹ. Con chỉ muốn tốt cho Linh thôi mà. Con nhìn mẹ nè. Con bị điên hả? Tự nhiên lại muốn tốt cho hai mẹ con nó là sao? Hả? Cho dù con có làm chuyện tốt cho hai mẹ con nó thì hai mẹ con nó cũng không đánh giá cao con đâu. Nhưng mà vấn đề là con không có làm gì hết. Con không có làm gì Linh hết đó mẹ. Mẹ con nhà nó từ trước tới giờ là vậy mà. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nhiều khi con đối xử tốt với nó, nhưng mà nó đi ra ngoài nói với người khác á là con làm hại nó, làm tổn thương nó. Con hiểu chưa? Nhưng mà Linh cũng không có nói gì hết đó mẹ. Thôi đi, giờ này mà còn bênh vực nó nữa. Con không có biết gì hết. Con không có biết. Anh Minh bỏ con rồi mẹ ơi. Con khờ quá à. Sao con không nghĩ á là con đối xử tốt với nó, nhưng mà trong lúc đó nó âm thầm lén lút nó quan hệ với thằng Minh, rồi nó đặt điều nói xấu con với thằng Minh, cho nên là thằng Minh mới hiểu lầm, nó mới phản ứng như vậy với con. Giờ con phải làm sao mẹ? Thôi được rồi, con bình tĩnh đi, để từ từ mẹ tính cho, sẽ ổn thôi mà. Thôi. Dạ, bác kêu con có chuyện gì không ba? Ngồi xuống đó đi. Nè, bên gia đình của anh Hà vừa gọi điện, nói là nó khóc bù lu bù loa bển. Có chuyện gì nói cho ba nghe. Con chỉ đang tự hỏi bản thân con có thể chấp nhận được người phụ nữ đó không? Người phụ nữ đáng sợ, dùng vũ lực để giải quyết người khác. Ê, thì có cái gì đâu. Con Hà nó cũng phải biết ra tay ha, để bảo vệ những cái thứ thuộc về nó chứ. Nói như vậy nghĩa là ba biết chuyện
Hà đe dọa và dùng vũ lực với Linh phải không ba? Ôi trời ơi, con ơi đừng có nghĩ đến cái chuyện đó nữa. Bây giờ nè, hai gia đình đang lo cái chuyện làm đám cưới. Con cũng tập dần chấp nhận cái chuyện này, lo đám cưới của con đi. Con không thể chấp nhận một người phụ nữ máu lạnh như vậy về làm vợ con đâu ba. Sao? Bây giờ cô muốn bắt chước thằng Tùng chống đối ba phải không? Nè, nhớ cho kỹ, nhìn thằng Tùng đi. Cuối cùng rồi ba cũng thắng và nó cũng phải trở về thôi hả? Anh mới là kẻ hồ đồ. Tất cả những gì em nói đều là sự thật. Chỉ cần anh bớt nghe lời ba một chút thôi, anh sẽ nhận ra vấn đề liền. Có người nói cho con biết, cái chết của Trang không phải là do tai nạn. Ba có liên quan gì đến chuyện này không ba? Cái chuyện nó đã qua lâu rồi, nó không còn là quan trọng nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là con phải kết hôn với Hà. Ba muốn con kết hôn với Hà là muốn cho con được hạnh phúc, hay là muốn cho ba được tội nguyện? Mày nói vậy là có ý gì? Ba muốn con lấy Hà là để một mình ba sở hữu hết công ty phải không ba? Như vậy thì đã sao? Hả? Gia đình con Hà nhường hết tất cả lại, rồi sau này ba cũng sẽ nhường cho con. Như vậy con không muốn à? Con không muốn. Và con cũng không cần. Ba nói cho con biết đi, ba có liên quan gì tới cái chết của Trang không ba? Là bạn gái của con mà. Ba! Em làm như vậy thì được gì? Rồi ba mẹ em, những người xung quanh em sẽ ra sao? Em có nghĩ tới hậu quả không? Hả? Tôi không thể ngờ con người cô lại đáng sợ đến như vậy. Ghi tẩm cô, từ đây đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa. Còn có đó mà sao con không nghe mẹ vậy? Không còn gì hết mẹ ơi. Anh Minh anh bỏ con rồi. Đó là sự thật. Con không còn gì hết. Mẹ con chết đi mẹ ơi. Nghe mẹ nói nè. Mẹ đã nói với con, vì hạnh phúc của con, mẹ sẽ dám làm tất cả mọi chuyện. Con hiểu chưa? Anh Minh sẽ làm đám cưới với con. Con không phải lo gì hết. Con cứ yên tâm chờ mẹ một thời gian nữa đi. Chỉ có điều là dứt khoát nhớ không được làm chuyện dại dột nữa nghe chưa? Nghe chưa? Mày đi kiểu gì vậy mày? Dạ xin lỗi anh. Xin lỗi hả?
Xin lỗi, đâu xin lỗi. Trời gì vậy ba? Tại sao chị lại làm như vậy? Anh nói gì tôi không hiểu. Chị nghĩ sao mà chị đưa toàn bộ cổ phiếu lên sàn bán? Anh nói chuyện ngộ quá. Cổ phiếu đó là sở hữu của tôi, thì tôi muốn sử dụng như thế nào là quyền của tôi chứ. Nhưng mà chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi. Anh không giữ lời hứa thì tại sao tôi phải giữ thỏa thuận? Nhưng mà ít nhất chị cũng phải bàn với tôi trước chứ. Vậy chuyện thằng Minh, anh có bàn với tôi không? Tôi nói cho chị biết, tôi không thể để cái tập đoàn này rơi vào tay kẻ khác. Chị dừng lại đi, tôi sẽ có cách cho chúng ta làm đám cưới. Không, đám cưới sẽ bình thường diễn ra theo đúng ý của chị. Tôi hy vọng là anh sẽ không làm tôi thất vọng. Tiễn anh được không? Em đừng ra. Bây giờ em ra anh càng khó khăn thêm. Anh cũng muốn nghe tiếng em như vậy là được rồi. Ừ. Vậy anh đi bình an nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Cảm ơn em. Em giữ gìn sức khỏe nha. Rồi quên anh đi. Anh đừng có lo cho em. Em sẽ sống tốt mà. Nhưng mà anh phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nha. Như vậy thì em sẽ không phải lo lắng cho anh nữa. Rồi em vẫn có thể quên anh được. Anh biết chưa? Anh cũng sẽ làm như vậy mà. Tạm biệt em. Bye. Mẹ, mình chuyển qua nhà mới á, mẹ đừng có nói cho ai biết hết nha. Mẹ nhớ rồi, con á nhắc mẹ đây là 1001 lần rồi đó. Ý con, hình như là cậu Minh, anh của Tùng phải không? Sao cậu ấy lại nằm đây vậy? Anh Minh ơi, anh Minh, anh sao vậy? Sao anh nằm ở đây? Con ơi, chắc là uống nhiều rượu quá nên say rồi. Giờ sao đây con? Con cũng không biết tính sao nữa. Chắc là anh có chuyện gì buồn cho nên mới uống say như vậy. Mẹ, hay là mình đưa ảnh đi lên nhà trước đi rồi tính sau được không mẹ? Nhưng mà sao được con? Lỡ như cái cô vợ sắp cưới của cậu ấy mà biết được á thì... Nhưng mà bây giờ ảnh nằm đây là ảnh bệnh liền đó. Mình đâu có làm như vậy được. Mà cậu Minh cũng là người tốt, mình không giúp sao được. Thôi đưa lên đi con. Dạ. Nha. Để nó đi, mình đỡ lên trước đi. Yeah. Cậu ơi, ê trời, từ, con cầm tay này đi. Yeah. Ráng lên. Ráng đi con, tới rồi. Từ từ. Ây da. Trời ơi.
Con coi chừng nha. Mẹ mệt quá rồi, mẹ ra ngoài nghỉ một chút đi. Dạ. Alo. Alo, chị Hà hả? Em có chuyện này muốn nói với chị. Nhưng mà chị bình tĩnh, nghe em nói, đừng có hiểu lầm nha. Ừ, có gì em cứ nói đi. Anh Minh, ảnh say, rồi nằm ở trên đường gần chung cư nhà em nè. Em đưa ảnh về nhà em rồi, bây giờ chị tới đón ảnh nha. Được rồi, chị tới liền. Chị Hà. Linh, anh Minh đâu? Anh có sao không em? Anh đang ngủ trong phòng á chị. Chị vô đi. Sao vậy chị? Lúc nãy em đã giải thích với chị ở trong điện thoại rồi mà. Chị đừng có hiểu lầm nha. Linh à, em giúp chị nói anh Minh quay về với chị nha Linh. Chị nói gì em không hiểu. Anh Minh hiểu lầm là chị đã làm hại em. Anh giận chị, không cho chị một lời giải thích nào hết. Em hãy giúp chị nói với ảnh nha Linh. Nhưng mà em biết làm cách nào để giúp chị bây giờ? Thì em nói với ảnh á là chị không có làm gì hại em hết. Em nói với ảnh là em muốn ảnh tiếp tục đám cưới với chị nha em. Em có thể giúp chị giải thích với ảnh là chị không liên quan gì tới chuyện mẹ em bị bắt cóc. Nhưng mà còn chuyện ảnh quyết định như thế nào thì làm sao mà em bắt buộc được chứ. Chị hiểu em nói mà đúng không? Chị tin là anh Minh rất tin tưởng em. Không có anh Minh, chị không thể nào sống nổi đâu Linh à. Anh Minh, anh dậy rồi hả? Anh Minh, chị Hà tới đưa anh về nè. Anh tự về được rồi. Còn đáng sợ gì, còn dám tới đây nhờ Linh nói giúp nữa sao? Em không có. Anh hiểu lầm em rồi Linh, em đi nói giúp chị đi Linh. Anh Minh à, chị Hà, anh hiểu lầm chị. Không cần em nói đâu. Từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Anh Minh, anh hiểu lầm chị Hà. Em có biết thật không mà nói. Chị Hà. Vì sao? Bắt ngay con nhỏ đó cho tôi. Cái gì? Anh à, anh tính làm gì vậy? Hả? Dừng lại đi anh à. Làm ngay lập tức. Đừng mà. Buông ra. Làm ngay. Em xin anh đừng có làm như vậy mà. Anh à. Trời ơi. Vô đi. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đi đâu chút nữa rồi biết. Hả? Sao cô cũng cứng đầu quá hả? Là bác hả? Tại sao bác lại bắt con? Con đã thời sang Tùng theo lời bác rồi mà. Không phải chỉ mỗi thằng Tùng mà còn thằng anh của nó nữa. Chẳng phải tôi đã nói với cô tránh xa anh em tụi nó rồi sao? Con và anh Minh không có gì với nhau hết.
Đúng. Lỗi là cô quá giống một người. Bác nói là chị Trang hả? Cô cũng biết nhiều quá hả? Con đó nó cứng đầu, không thua kém gì cô đâu. Vậy là bác cũng dùng cách này với chị Trang? Đừng nhắc nữa. Nó đã phải trả giá những gì xứng đáng nó phải nhận. Chú, canh chừng nó nghe chưa? Nó mà trốn mất, chú mất xác chú luôn với tôi. Alo, khôn hồn thì lo cưới con Hà đi. Nếu không, cô Linh bé nhỏ không sẽ gặp chuyện đó. Tôi không nói suông đâu. Alo, khoan đã, anh đó, alo. Tôi xin lỗi hết tất cả các anh chị. Chắc tại thằng Minh con tôi á, hôm nay sáng nó có công việc đột xuất, khách hàng cần gặp đó mà nó phải giải quyết. Chắc có lẽ nó đến trễ một chút. Xin làm phiền các anh chị đừng có giận. Dạ anh chị, vì có sự cố cho nên á, lễ làm hơi trễ, anh chị thông cảm. Thôi giờ về, mời quý vị cầm ly. Thông cảm thôi, hồi xưa mà tôi lấy vợ là tôi may mắn lắm, đúng giờ lắm. Bây giờ cái giới trẻ nó hay xài giờ dây thun, thông cảm nghe. Cả nhà ngồi chơi chờ dùm chút xíu nghe. Trời ơi, hồi đó vợ mới gả con lần đầu cũng như gần cuối, có đứa gái duy nhất à, cho nên là nó hơi cập rập chút xíu. Mọi người thông cảm dùm nha. Thông cảm dùm bác nghe con. Ông ơi, bây giờ ông điện lại cho con Minh coi nó đi tới đâu. Điện cái gì? Con ơi, thằng Minh có nói con là nó đi đâu không con? Hả? Thằng ghê vậy. Xui à, sao anh nói là thằng Minh đồng ý? Như vậy á, có phải anh với nó muốn làm hại gia đình tôi không? Ê, trời ơi, anh chị cứ yên tâm đi. Tôi đã nói với nó rồi, nó sẽ đến mà. Trời chết rồi mọi người ơi, giờ làm sao đây? Con không biết nói làm sao với lại khách bên dưới nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ thông báo hủy hôn. Con à, con à. Ê, thằng Minh nó về tới rồi kìa. Làm cái gì mà bây giờ mới tới vậy hả? Đi đâu vậy con? Có biết là cả nhà chờ, không biết nói sao với khách cửa không? Thôi không có nói nhiều, vô đi. Đi vô, vô đi. Vô lẹ lên đi, vô. Còn đứng lên làm cái gì nữa? Đi con. Đi con. Đi vô làm lễ nhanh lên. Đi nè, đi con. Thôi con. Đây đi con. Ngồi đây. Ôi. Khách cửa đông quá chừng à. Mà vui, vui mà cũng mệt nữa. Tội nghiệp con quá à, đi chụp hình nè, rồi đi phải đi từ bàn chắc mệt lắm phải không con? Dạ, không sao đâu mẹ, không có mệt. Trời ơi,
Bữa nay con gái của mẹ đẹp quá trời quá đó. Nhìn đẹp ghê vậy đó. Nó giống mẹ đó chị. Trời ơi. Nè, từ nay trở đi á, con đã là người phụ nữ có gia đình rồi nghe. Về bên nhà chồng á, phải biết sống có trách nhiệm với gia đình chồng. Phải biết trách nhiệm với chồng, rồi trách nhiệm với bản thân mình nữa. Hiểu không? Dạ. Chị biết không, con Hà tôi á được cưng chiều từ nhỏ, cho nên sau này về bển á, có gì mà nó chưa được á, nhờ chị chỉ dạy nó lại giùm tôi nghe. Ôi trời ơi, từ bây giờ á, tôi coi Hà như là con ruột của tôi vậy đó. Ừ, chị yên tâm đi, với gia đình mình nó thân với nhau từ nào giờ mà. Chị nói vậy á thì tôi yên tâm rồi, cảm ơn chị nhiều. Ờ mà chị ơi. Dạ. Ừ, thằng Minh nó bận gì mà nó đến trễ vậy chị? Để cho hai gia đình phải khó xử quá. Dạ, xin lỗi anh chị, để tôi về tôi dạy dỗ lại nó. Thiệt, tôi cảm thấy khó chịu gì đâu á. Ba mẹ à, hồi nãy anh Minh cũng xin lỗi rồi. Mọi người tha lỗi cho ảnh nha. Thôi, dù sao đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ rồi. Anh đừng căng thẳng quá, con nó mất vui bây giờ đó. À, thôi, anh ra ngoài đi, để em với chị Xu thay đồ cho Hà nữa. Cảm ơn chị nhiều nha. Kệ ông đi chị ơi, đi thay đồ con. À, thằng Minh này nó cũng kỳ thiệt á. Khách khứa về thì giờ không thấy mặt nó đâu nữa. Để mẹ ra mẹ gọi nó đưa con về khách sạn để cho con còn nghỉ ngơi nữa chứ. Thôi mẹ. Anh Minh anh nói anh bận chút chuyện với ba, xong anh về liền mà. Mẹ đừng có gọi, để cho anh thoải mái đi mẹ. Con đã làm theo ý của ba, bây giờ ba thả Linh ra liền đi, đúng như lời ba hứa. Được, ba sẽ giữ đúng lời hứa, nhưng mà thả nó ra bây giờ thì chưa có được. Tại sao? Nếu ba làm hại đến Linh, ba sẽ mất con mãi mãi. Con sẽ không để yên cho ba đâu. Trời ơi, ôi trời ơi. Trời ơi, coi thằng con trai ngoan, nó hâm dọa ba nó kìa. À, bây giờ nếu như ba thả nó ra thì liệu con có làm đúng lời ba nói không? Phải có cái gì ràng buộc con chứ. Ừ. Như vậy thì bao giờ ba mới chịu thả cô ấy ra? Yên tâm đi, ba sẽ thả nếu như con làm đúng những gì ba nói. Và khi bà Thu chuyển hết số cổ phần cho ba, ừ, lúc đó lập tức ba thả nó ngay. Liệu con có tin được ba không ba? Tin đi con, tin đi, yên tâm. Một khi mà ba đã đạt được mục đích, lúc đó ba sẽ để cho con được tự do. Con muốn làm gì con làm. Hả? Con không thể hiểu nổi, ba bất chấp thủ đoạn, kể cả phạm pháp để đạt được mục đích. Ba có bao giờ ba cảm thấy ba hối hận không? Ba bị ám ảnh về những người mà ba đã hại chết không ba? Tao không có ở không đứng đây mà tranh cãi với mày. Nếu như mày còn nghĩ đến con nhỏ đó, lập tức đi vô, đưa vợ mày về khách sạn. Em khoan đi đó, ngồi nói chuyện một chút. Sao hả? Bây giờ lo chuyện con Hà xong xuôi hết rồi, anh đừng nói là anh muốn ly dị để tiến tới với người kia nghe. Bây giờ tao nói chuyện đàng hoàng, không có cãi nhau ở đây. Hay rảnh đâu mà cãi nhau với anh. Anh thấy á, thằng Minh á có vẻ gì là không thương con Hà, tại sao lại gả con mình cho nó? Nhưng thằng Minh là người tốt, trước kia nó cũng đã từng yêu con Hà, chẳng qua là vì hiểu lầm cho nên hai đứa nó mới thành ra như vậy. Từ từ rồi hai đứa nó sẽ hiểu nhau thôi. Nó đã không chịu cưới rồi, cho dù có ép gả thì liệu chăng con mình có được hạnh phúc hay không? Với lại khi tình yêu đã mất rồi thì khó mà trở lại như xưa lắm. Anh nói đúng đó, tình cảm đã mất thì khó trở lại như xưa lắm, cho nên bây giờ tôi mới thành ra như vậy nè. Tôi muốn có người lo cho con Hà, cho nó yên nơi yên chỗ.
Em nói cái gì lạ vậy? Chẳng phải anh và em đang lo cho con hay sao? Người ta đã không thương con Hà rồi thì làm sao lo cho nó được? Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết tôi muốn con Hà được yên nơi yên chỗ. Để tôi toàn tâm toàn ý lo cho chuyện ân oán của mình. Cần. Anh à, anh vẫn còn giận em chuyện đó hả? Em đã nói chỉ là hiểu lầm thôi, anh nghe em giải thích nha. Thôi bỏ qua đi. Anh hứa là bỏ qua nha. Anh đang check mail hả? Dạo này công việc của anh bận lắm sao? À, mà hồi nãy lúc đám cưới á, hình như là anh chưa có ăn cái gì hết. Anh lo tiếp bạn với là lo uống nhiều quá cho nên không ăn. Bây giờ em gọi phục vụ đem món gì lên cho anh ăn nha. Không cần đâu. Tôi đang làm, đừng có làm phiền nữa. Anh à, bữa nay là tân hôn của tụi mình mà. Còn muốn khỏe không? Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Anh đã nhận được toàn bộ số cổ phần của tôi rồi đó. Ê, mời chị uống trà. Cái đó coi như bây giờ tôi giữ ở đây. Sau này từ từ thì tôi cũng sẽ đi giao lại cho vợ chồng của thằng Hà và thằng Minh. Cảm ơn anh. Coi như tôi thay mặt hai đứa tụi nó, tôi cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta đã là xu gia với nhau rồi, anh đừng khách sáo như vậy nữa. Từ nay tôi nhờ anh chị coi con Hà như con gái của mình, lo cho nó giùm tôi nghe. Chị cứ yên tâm đi, tôi với bà nhà tôi sẽ thương nó như con gái vậy. Chị cũng thừa biết nhà tôi không có con gái, chính vì vậy cho nên sẽ thương Hà mà. Chị yên tâm. Dạ, được như vậy thì tôi yên tâm rồi. Mà nè, nếu như chị có nhớ thằng Hà thì cứ kêu thằng Minh á, nó chở thằng Hà về cho chị thăm. Gia đình mình cũng đã là thông gia rồi, không có gì phải ngại hết. Bây giờ tôi có chuyện quan trọng trước mắt cần phải lo. Chắc có lẽ là sẽ không gặp được con Hà trong thời gian dài. Ủa, chị định đi đâu à? Tôi phải cùng với bà ta đi xa một chuyến. Dạ, không có gì. Thôi tôi xin phép. Anh làm việc đi, tôi về nghe. Chào chị. Chào anh. Anh Minh. Anh Minh ơi. Anh Minh ơi, anh Minh. Anh ở trong đó mà em cứ tưởng là anh bỏ. Ngủ tiếp đi, tôi đi làm. Sao anh đi làm sớm quá vậy? Mình mới đám cưới mà, sao anh không nghỉ vài ngày đi? Không được đâu. Sắp tới công ty họp cổ đông, công việc nhiều lắm. Hay là anh đợi em thay đồ rồi mình đi ăn sáng chung, dù gì anh cũng phải ăn sáng mà, ha. Lát tôi ăn ở công ty luôn. Em ngủ tiếp hay là muốn ra ngoài shopping, mua sắm rồi spa đó, làm gì làm, tùy. Thôi, có một mình em không muốn đi đâu đâu. Vậy thôi đừng đi. Còn không, ở nhà anh á, có mẹ anh nói chuyện với em. Hai người muốn làm gì đó là làm. Anh Minh, chiều anh về ăn cơm nha. Tôi đi làm chứ không phải đi học, cho nên là không có cái giờ chính xác được đâu. Hơn nữa thông cảm, công việc nhiều lắm.
có làm gì đâu. Sao anh đối xử lạnh nhạt với em như vậy? Không được, mình không thể để cho mẹ biết chuyện này. Dạ, ok rồi đó anh. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Cô dâu tới rồi đây. Chào em. Em đẹp quá. Thôi mình đi chụp hình nha. Từ từ em. Chị Tú, áo cưới đẹp quá anh ha. Không biết mai mốt em mặc áo cưới có đẹp được vậy không nhỉ? Sao mà ước chứ. Chắc chắn là em phải đẹp như vậy rồi. Có mệt không? Mệt. Mặt anh dơ kìa. Để em lau cho nha. Không sao đâu. Lau cho. À nè, em coi chị Tú với anh Minh có cần cái gì á thì em phụ giùm anh. Anh đi ra ngoài có chút việc. Ừ, anh đi đi. Ừ, vô đây đi. Tới đây à? Có việc gì mà ổng lại đi vậy ta? Xong cái này rồi làm gì nữa mẹ? Con rửa cho mẹ rau đi con. Dạ. Tội nghiệp con nhỏ. Mới cưới mà bị chồng bỏ rơi rồi. Nè con. Dạ. Con làm sao vậy? Dạ. Con đâu có sao đâu mẹ. Con buồn Minh phải không? Đâu có đâu mẹ. Con à, trong thời gian này á, đại hội cổ đông gần đến, cho nên á, công việc nó bận bịu lắm, nó không dành nhiều thời gian cho con. Con thông cảm cho nó nha. Dạ, con hiểu mà. Trong cái thời gian này á, thì là chuyện công ty quan trọng hơn, cho nên mình phải tập trung vào chuyện công ty. Còn à, chuyện vợ chồng á thì chừng nào rảnh mình quan tâm nhau sao cũng được mà, đúng không mẹ? Ừ. Con hiểu vậy là mẹ mừng rồi. Nam, Nam, Nam. Dạ. Chờ anh với. Ủa, sao anh không ở trong đó, ra đây có chuyện gì không anh? Nam, anh muốn có chuyện với em. Chuyện gì vậy anh? Em với con Hồng là sao vậy? Có sao đâu, thì em với Hồng đang yêu nhau mà. Không, không được, không thể nào. Tin hay không á thì tùy anh vậy. Nam, em đừng nghe lời anh đi. Em đừng có tự dối gạt bản thân mình nữa. Anh biết em có tình cảm với anh, nhưng mà em đừng có lấy con Hồng đang em làm khổ anh hoài như vậy mà Nam. Sơn à, em phải nói sao thì anh mới hiểu. Em không thuộc giới tính của anh. Em đang rất là yêu Hồng. Em rất là yêu Hồng, anh biết không? Không, anh không có tin. Ngày trước con Hồng có giống con trai. Rồi em sao? Em ngờ ngợi là con trai, em yêu nó mà. Tức là trước giờ em mê trai đúng không? Giờ giống con gái rồi, còn gì nữa đâu mà yêu. Nhưng mà em là con trai, em phải thích con gái chứ. Đúng là lúc đầu á, em có ngờ ngờ về bản thân của mình. Nhưng mà vì tình yêu Hồng dành cho em mới biết em là một thằng đàn ông thật sự. Em thích con gái, em yêu Hồng. Không, em nói dối. Anh không có tin, anh không tin. Cái chuyện gì vậy anh? Anh Sơn á, anh không tin là hai đứa mình đang yêu nhau đó. Anh tin chưa? Mình đi. Nam! 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 Thôi mẹ đi nghỉ đi, để con làm cho. Để mẹ làm phụ cho. Mình làm mau mau để hai cha con về ăn nữa chứ. Dạ. À,
Có điện thoại nè. Để mẹ nghe. Alo, Minh hả? Vợ con nấu cơm ngon lắm, về ăn cơm nha. Sao? Được rồi, để mẹ nói với nó. Anh Minh gọi hả mẹ? Nó nói là tối nay không về ăn tối được, vì nó bận đi gặp đối tác. Con à, đừng có buồn. Qua cái đợt họp này nè, chắc chắn nó sẽ dành nhiều thời gian cho con nha. Dạ. Mẹ ơi! Chào anh. Hình như là anh đang có chuyện buồn. Em đến đây chơi với anh được không? Ok, mời em. Ôi, anh đừng có uống nữa. Anh say rồi. Để em đưa anh về nha. Về cái gì mà về? Đi nữa chứ. Thì được thôi. Anh muốn sao em cũng chịu anh hết. Để em đưa anh về nha. Sao giờ này mà chưa chịu về nữa? Sao, khỏe không con gái? Dạ, con bình thường mẹ. Hai đứa vui vẻ hả? Tất nhiên rồi. Được sống chung với người mình yêu á, con cảm thấy hạnh phúc lắm nè. Vậy là tốt rồi. Mà nè, từ sáng giờ có phụ mẹ chồng nấu nướng cơm nước gì không? Hay là nằm ngủ nướng từ sáng tới giờ đó cô? Dạ có. Con với mẹ chồng á, mới nấu một bữa ăn thịnh soạn cho gia đình đó nè. Ừ, có gì không hiểu á, thì cứ hỏi mẹ chồng. Và nhớ là phải thương mẹ chồng như mẹ, thì mọi chuyện sẽ yên ổn thôi con ha. Dạ con biết rồi. Thôi, mẹ cúp máy cho con nghỉ ngơi nghe. Ngủ ngon nha con gái. Dạ, mẹ ngủ ngon nha mẹ. Vậy là con đã yên nơi yên chỗ. Con có được cuộc sống và hạnh phúc mà con mong muốn. Vậy là mẹ yên tâm rồi. Chuyện của con đã xong. Bây giờ mẹ sẽ tính tới chuyện của mẹ. Thời gian còn lại của cuộc đời, mẹ phải giành lấy nó để giải quyết cái gai trước mắt mẹ. Anh Minh, anh về hồi nào vậy? Tối qua anh đi đâu? Giờ này mới về hả? Đi tiếp khách hàng. Tiếp khách hàng gì vậy mà 1-2 giờ sáng mới về? Anh có biết là em lo lắng cho anh cả đêm không? Vậy hả? Cảm ơn lòng tốt của cô. Anh Minh, anh nói chuyện gì kỳ cục quá vậy? Anh đi ăn nhậu cả đêm á, thì em cũng phải thức cả đêm để lo lắng chờ đợi anh. Anh không một lời xin lỗi thì đã đành rồi. Còn đằng này á, anh lại nói những lời mỉa mai như vậy với em là sao? Anh xin lỗi em vì tối hôm qua anh đi về trễ do tiếp khách hàng, làm em phải lo lắng, được chưa? Em đã làm cái gì sai mà anh lại cư xử với em như vậy hả? Em đâu có làm gì sai đâu, chỉ có tôi sai thôi. Em lúc nào cũng đúng hết á. Anh nói vậy là sao?
Ý anh Việt cưới tôi là một điều sai lầm lớn nhất cuộc đời anh chứ gì. Em nghĩ vậy thì là vậy đi. Mệt quá. Anh vừa vừa phải phải thôi anh Minh à. Nếu như ban đầu anh không muốn cưới á, thì anh đừng có cưới. Anh đừng có cưới về rồi á, anh lại nói những cái câu như vậy. Cô nói là sao? Con người của cô gian trá, đê tiện tới mức nào tôi biết. Vậy thì cô nghĩ tôi có muốn cưới cô về làm vợ không? Anh, nếu không vì sự an toàn của Linh, còn lâu tôi mới cưới cô về làm vợ, hiểu chưa? Anh nói làm sao? Anh cưới tôi á là gì? Vì sự an toàn của Linh, đừng có giả bộ không biết. Ngụy Biện, đừng bao giờ đem Linh ra làm lá chắn như vậy. Hèn lắm anh hiểu không? Cô nghĩ tôi hèn hạ tới mức đó? Vậy thì anh nói đi, chuyện gì đã xảy ra với Linh? Tại sao vì sự an toàn của Linh mà anh phải cưới tôi hả? Thôi mà Hà ơi, anh sợ em lắm luôn rồi. Em đừng có giả bộ không biết cái chuyện Linh bị bắt cóc nữa nha. Linh bị bắt cóc? Ai đã làm chuyện đó hả? Thôi đủ rồi. Cô không biết thiệt hay là đang giả đò không biết hả? Tôi nghĩ là cô cũng góp phần tham gia trong cái chuyện này. Anh Minh à, tại sao lúc nào cũng nghĩ tôi là con người tồi tệ xấu xa như vậy hả? Còn hơn như vậy nữa kìa.